Thưa quý vị và các bạn, nằm về phía tây bắc của tỉnh Kiên Giang, huyện Kiên Lương từ lâu đã mang đến sự thu hút cho du khách xa gần với nhiều địa điểm và danh lam thắng cảnh như là Hòn Trông, Hòn Phụ Tử, Chùa Hang hay các đảo lớn nhỏ trong quần đảo Bà Lụa. Tuy nhiên, trong chương trình Quê hương đất nước con người ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm về những nét đẹp văn hóa và lịch sử khác của huyện Kiên Lương. Mời quý khán giả cùng với Thế Anh trở lại Kiên Lương trải nghiệm một chuyến đi về nguồn. Huyện Kiên Lương nằm cách thành phố Rạch Giá theo hướng quốc lộ 80 khoảng 70 km. Trung tâm của huyện Kiên Lương là thị trấn Kiên Lương, bao gồm 8 khu phố là Ngã Ba, Cư Xá Mới, Lò Bom, Tám Thước, Xà Ngách, Ba Hòn, Hòa Lập và một ấp Lung Sa Na. Thưa quý vị và các bạn, Kiên Lương là một địa phương có nhiều công trình lưu giữ lại một thời quá khứ vẻ vang. Và điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm về nguồn cội lịch sử lần này, chúng tôi mời quý khán giả cùng ghé thăm một công trình văn hóa nằm trên tuyến quốc lộ 80. Đình thần Mạc Cũ Kiên Lương trong quá khứ đã từng được sử dụng làm bệnh viện dã chiến và trường bình dân học vụ. Trong ngày hôm nay thì công trình tiếp tục có ý nghĩa sâu sắc đối với đời sống của người dân Kiên Lương. Và ngay bây giờ Thanh mời quý khán giả cùng vào bên trong để cảm nhận nét đẹp kiến trúc và văn hóa của ngôi đền này nhé. Hiện nay, Ban Quản lý Đình thần Mạc Cửu Kiên Lương có 7 thành viên. Hầu hết các ông đều đã gắn bó với ngôi đình thần này được vài chục năm. Tôi về đình này chắc cũng tính ra cũng 5 nhiệm kỳ. Mỗi lần cúng kiến thì cũng nhờ bà con thấy đóng góp, rồi anh em hương chức đóng góp để mà cúng lên vậy là mình tưởng nhớ đến cái thời gian mà trước đây ông ta đã xây dựng được. Thì mình bây giờ cũng như là bảo vệ lại cái ngôi đình này để cho nó khang trang sạch đẹp chút thôi. Nếu có khả năng bao nhiêu thì mình làm bao nhiêu. Mình chỉ nhờ bà con sẽ cảm thấy được là giúp được bao nhiêu thì mình sẽ làm bao nhiêu. Là mình nghĩ đến là cái trước đây là ông ta đã tạo dựng ra cái nơi này để mà mình sống ở đây, thì tôi cũng nghĩ rằng là ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Thì mình nhớ rằng cái chỗ là ăn trái nhớ kẻ trồng cây này, tại sao mình ở đây được, là nhà ai. Thành ra từ chỗ đó mà tôi cũng hạ quyết tâm để tôi xây dựng và sửa chữa lại cái đình này. Đối với những người gắn bó nhiều năm với quê hương Kiên Lương như các thành viên trong ban quản lý, ngôi đình này vừa thật gần gũi mà cũng thật thiêng liêng. Trong tuần, các ông đều dành thời gian để quét dọn và chăm sóc không gian thờ tự thật chu đáo. Nhờ sự chung sức đóng góp của ban quản lý và người dân, ngôi đình hơn 93 năm tuổi đã được khoác lên diện mạo mới, sang trang hơn. Công trình văn hóa giờ đây cộng hưởng thêm giá trị nghệ thuật kiến trúc với cách bố trí hài hòa. Đình thần trở thành địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến thị trấn Kiên Lương. Đình thần Mạc Cửu Kiên Lương thì được ông cha tạo dựng rất lâu đời, là từ năm 1928 đến nay. Nơi đây là thờ vị thần Mạc Cửu, là người có công khai phá và mở mang bờ cõi của phía Tây Nam cũng như là mở mang bờ cõi của đất Kiên Lương. Qua từng thời kỳ có những cái thay đổi, mà cái cụ thể nhất là của cái năm 1972, đình bị máy bay oanh tạc thì sập toàn bộ, thì cũng được nhân dân địa phương xây dựng lại. Rồi đến năm 1975, sau khi giải phóng, thì trong cái giai đoạn của năm 1975-76, đình cũng mang một cái dấu ấn đặc biệt, đó là nơi đây là cái trường bình dân học vụ, bổ túc văn hóa cho nhân dân địa phương.
Đồng thời trong chiến tranh biên giới với Tây Nam á, thì đình cũng là cái nơi đội phẫu tiền phương hoạt động từ thương binh từ Campuchia về đây để cứu thương cho bộ đội của chúng ta làm nghĩa vụ quân sự ở Campuchia. Từ đó đến giờ đó thì từng bước thì đình cũng được địa phương quan tâm, đồng thời đó là nhân dân tín ngưỡng, từng bước cũng sửa sang dần dần và cho đến ngày nay thì cũng tương đối khang trang. Đình Kiên Lương thì tổ chức hai kỳ lễ cúng lớn là lễ thượng điền và hạ điền. Thì trong đó đó là trong cái lễ cúng kỳ yên của tháng 3 và tháng 10 thì mùng 8, mùng 9, mùng 10 tháng 3 và ngày 23, 24 tháng 10 âm lịch. Đền thờ Mạc Cửu Kiên Lương vừa để người dân tưởng nhớ công lao khai mở của Tổng trấn Mạc Cửu và các vị tiền hiền, cũng như để họ gửi gắm niềm tin, ước vọng cuộc sống bình an đến các thế hệ cha ông. Hơn 93 năm đã qua, giá trị văn hóa lịch sử của ngôi đền thần vẫn còn vẹn nguyên. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại Thái Anh đang đứng tại khu tượng đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Kiên Lương. Ít ai ngờ rằng khu vực này nhiều năm về trước là một khu rừng ngập mặn. Và bây giờ nhìn từ phía xa có thể thấy được một khu tượng đài thật hoành tráng và nổi bật với hình ảnh thể hiện được khối đại đoàn kết quân dân dưới lá cờ đảng và lá cờ tổ quốc vì mục tiêu thống nhất đất nước, độc lập dân tộc. Và trở lại huyện Kiên Lương trong dịp cận kề ngày 27 tháng 7, Ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam, mời quý khán giả cùng với Thanh ghé thăm địa chỉ đỏ này nhé. Đặt tại trung tâm thị trấn, tượng đài tưởng niệm liệt sĩ Kiên Lương được xây dựng với nguồn vốn gần 7 tỷ đồng. Công trình có chiều cao 30 mét, phần đế rộng 50 mét vuông, đặt giữa trung tâm rộng rãi thoáng đãng, hướng về quốc lộ 80 và kênh sáng Rạch Giá Hà Tiên. Đây là địa điểm về nguồn giáo dục tinh thần yêu nước dành cho thế hệ trẻ huyện Kiên Lương. Ngoài tượng đài tưởng niệm liệt sĩ, huyện Kiên Lương còn một địa chỉ đỏ nữa mà chúng tôi nhất định phải đến trong hành trình về nguồn lần này. Đó chính là núi Mo So. Để đến núi Mo So từ trung tâm thị trấn Kiên Lương, chúng tôi phải đi về xã Bình An khoảng 10 km. Thưa quý vị và các bạn, núi Mo So theo tiếng Khmer nghĩa là đá trắng. Núi có dạng hình vành khăn, ôm lấy một thung lũng rộng hơn 1.000 m2 với thảm thực vật xanh tươi quanh năm. Và núi Mo So cùng với núi Sơn Trà và núi Mây đã tạo thành cụm núi trong quần thể núi đá vôi Hà Tiên Kiên Lương. Và cũng từ đặc điểm tự nhiên này mà cái tên ấp Ba Núi thuộc xã Bình An đã ra đời. Giữa thiên nhiên bao la, núi Mo So dựng thành vách thật kỳ vĩ giữa màu xanh bạc ngàn của rừng và của trời.
ngọn núi đá vôi hình thành do quá trình xâm thực của nước biển trong hàng triệu năm. Núi Mò So đã được Bộ Văn hóa Thông tin và nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cách mạng và thắng cảnh cấp quốc gia trong năm 1995. Hệ thống 20 hang động lớn nhỏ vừa tạo nét đẹp bí ẩn, vừa tạo được lợi thế chiến đấu trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Mò So là chiến tích oanh liệt của quân dân Kiên Lương. Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, đặc biệt là sau cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Các cựu binh kể lại rằng Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã từng dội biết bao bom đạn để tàn phá khu vực hiểm yếu này. Cách mạng vẫn ngoan cường, trụ vững trong 45 ngày đêm. Ký ức về một thời sinh sống và chiến đấu trong lòng hang tựa như mới ngày hôm qua. Mình ở đây, mình vùng gốc ở đây, mình phải trốn chứ. Huyện Hà Tiên này nó về Mò So này đó là hồi năm 69, nhưng mà không có nhớ cái tháng nào, nhưng mà đó là cái mùa nước đó, bộ đội mình mới chuyển đồ đạc này kia nọ về Mò So. Thì về Mò So đó, lúc đầu tiên là chỉ có bộ đội địa phương mình thôi, có đại đội địa phương quân nè, mà nói tiếng một đại đội gì chứ nó không được nhiều người đó, với du kích xã này kia nọ, nó du kích xã, ví dụ như là đó sáu xã một thị trấn Kiên Lương, thì như vậy du kích thì mỗi xã đâu được nhiêu người. Sinh hoạt ở đây là có, nói chung ăn uống thì đầu tiên thì nó nào ngay về đó thì mình vô mình ăn uống thì cũng bình thường thôi, văn câu đặt chúm này kia nọ, rau này là anh văn câu có cá dữ lắm, có chê có lóc có rô dữ lắm. Sau là giặc nó đánh, nó nào ngay đi mình đi đứng cũng không được tự do, mình chủ yếu là cái lương thực thực phẩm này kia nọ ở ngoài các xã nó chuyển về thôi. Tụi tôi tổ chức đi đường biển khi mượn xuồng dân người ta chở một lần mấy tấn gạo, rồi mắm guốc này kia nọ chở một lần là mấy chục cần xé, chở đem vô tiếp tế cho Mò So. Đi một lần mười mấy chiếc xuồng, mượn xuồng dân người ta ở Tà Săn đó, mình chở về đây. Rồi lớp bộ đội thì đi tải bộ, mà tải bộ thì nó không bằng đi xuồng. Nói chung là coi như chỉ có cái ban ngày là mình không vô được vô ra thôi, chứ ban đêm ở đây thì mình vô ra là bình thường. Như có ông này vẽ vậy, kẻ ra người vô, kẻ ra người vô vậy đó, tới sáng rồi bắt đầu mình mới nghỉ đi thôi. Bây giờ lính ở trên núi mà, mình ở dưới này mình đi là coi như phải vô trong hang này là phải đi cho nó im. Chứ không thôi mà đi mà lộn lộ rồi bủm 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 nó nghe được, nó trội đồ đạn xuống. Ngày hôm nay, các hội viên của Hội Cựu Chiến binh Kiên Lương gặp lại những người đồng đội từng giàu sinh ra tử nơi chiến trường Long Châu Hà khói lửa năm nào. Bên nén hương tri ân đồng đội đã khuất, các cựu chiến binh đều không giấu được sự xúc động. Địa bàn tôi hoạt động trước đây thì Hà Tiên, Long Châu Hà, thì bây giờ Hà Tiên đã lên thành phố. Thế còn Kiên Lương thì đã chuẩn bị lên thị xã. Thì đó là một cái cảm nhận là chúng ta thấy là rất là cuộc sống nó đổi thay hàng ngày. Và cuộc sống của những người cựu chiến binh như tụi tôi cũng có rất nhiều là đổi thay. Trong cái chi hội cựu chiến binh của Kiên Lương, của Ba Hòn ấy, thì nói chung là mấy mức sống hội viên cũng rất là khá. Nhiều hội viên thì có những cái mô hình làm ăn kinh tế rất giỏi, giống như là mô hình của đồng chí Tám Khảo là nuôi nhà yến rồi trồng nấm, thì nói chung là thu nhập rất khá. Đã từng đi qua chiến tranh gian khổ, những người lính cụ Hồ nơi chiến trường Long Châu Hà trước đây, nay là cựu binh Kiên Lương, Hà Tiên, luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp, tự lực vươn lên trong cuộc sống đời thường. Những vườn cây trái vào mùa rộ, những đàn gia súc gia cầm thương phẩm, những vuông tôm bạc ngàn
là thành quả từ sự tương trợ giúp đỡ nhau làm ăn trong thời bình của những người lính Kiên Lương. Chiến tranh có thể đầy mất mát, nhưng không dập tắt được nghị lực và niềm tin của đất và người. Sự hy sinh trong thời chiến, thầm lặng đóng góp trong thời bình của những người cựu binh đã mang lại diện mạo tươi trẻ cùng cuộc sống ấm no cho thị trấn bên dòng kênh sáng Rạch Giá - Hà Tiên. Diện mạo quê hương Kiên Lương hôm nay là sự hòa quyện giữa sự đổi mới từng ngày cùng giá trị lịch sử văn hóa từ những công trình, những chứng tích, những con người gắn liền với quá trình khai phá, gìn giữ và bảo vệ nền độc lập của quê hương. Ngày nay, huyện Kiên Lương với hạt nhân đô thị là thị trấn Kiên Lương đang được xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang với mục tiêu trở thành thị xã của tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị và các bạn, hành trình trở lại huyện Kiên Lương, chuyến đi về nguồn của chúng tôi ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Thanh xin gửi lời chúc đến quê hương Kiên Lương của chúng ta sẽ ngày càng vững bước hơn nữa trên hành trình phấn đấu trở thành thị xã của tỉnh Kiên Giang và tiếp nối truyền thống anh hùng trong tương lai. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang web www.kgtv.vn hoặc YouTube truyền hình Kiên Giang. Thanh xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.